Mình vừa mới đi hiến máu nhân đạo về và đây là lần đầu tiên mà mình đi hiến máu luôn, cho nên khi mà hiến xong thì mình kiểu muốn xỉu. Cái lúc mà ngay tại đó thì mình thấy muốn xỉu luôn, và thật sự là mình thấy đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị và cũng là một hoạt động rất là ý nghĩa, cho nên là trong vlog ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái việc hiến máu nhân đạo nhé. Nó tối bốn góc nhà, nó tối bốn góc, xong rồi nó tối tối vô, tối vô, tối vô, tối vô, xong tối hẳn luôn, tối thui luôn, tối thui, mình không thấy gì hết luôn, và lúc đó là giống như mình đã ngất luôn rồi đó. Xin chào những bà nội trợ xinh đẹp của mình. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Happy Housewife. Trong vlog ngày hôm nay mình sẽ nói về trải nghiệm của mình trong lần đầu đi hiến máu nhân đạo, cũng như là những lưu ý dành cho các bạn mà có ý định đi hiến máu nhân đạo nhé. Và bây giờ mình cùng bắt đầu. Trong đợt Covid vừa rồi thì tại thành phố của mình cũng đã hết cái nguồn máu dự trữ rồi, cho nên là cái đợt này á, là ở thành phố mình thì lại càng cần thêm nhiều người đi hiến máu nhân đạo nữa. Vào khoảng giữa tháng 10 vừa qua thì tại khu vực mình sống có một đợt phát động đi hiến máu nhân đạo cho toàn thể cư dân. Mặc dù là trước giờ mình cũng đã nghe nói về cái hoạt động đi hiến máu nhân đạo này rồi, nhưng mà mình cũng chưa có đủ can đảm để mà thử. Trong lần vừa rồi thì mình đã cố gắng lấy hết can đảm để mà đi thử hiến máu nhân đạo, bởi vì mình biết rằng đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa, rất là tốt. Về khía cạnh sức khỏe thì mình cũng được biết rằng là cái hoạt động hiến máu nhân đạo nó sẽ giúp cho cơ thể mình tái tạo được một lượng máu mới. Mình nghĩ rằng là cái điều đó nó cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe, mà trước giờ thì mình cũng chưa có một cái cơ hội nào để thử hết. Điều đầu tiên mình sẽ nói đến đó chính là việc chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho buổi hiến máu nhân đạo. Sau khi mà đăng ký xong thì mình còn khoảng 2 tuần nữa để mà chuẩn bị sức khỏe cũng như là tinh thần của mình để cho cái buổi hiến máu đó. Thì trong vòng 2 tuần đó mình đã cố gắng ăn uống rất là nhiều những cái đồ bổ, cũng như là uống thuốc sắt để mà bổ sung chất sắt vào trong máu để cho cái máu của mình nó có thể chất lượng hơn. Và đồng thời là mình cũng không thức khuya nè, mình cũng không có làm việc nặng hay là mất sức để giữ cho sức khỏe của mình ở cái trạng thái tốt và ổn định nhất. Bởi vì mình hiến máu trong thời kỳ đang vẫn còn dịch Covid, cho nên cái điều kiện đó là mình phải tiêm đủ 2 mũi vaccine trong vòng khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần gì đó. Và đối với các bạn nữ thì các bạn phải lưu ý là mình phải hết cái chu kỳ của mình trong vòng 1 tuần thì mình mới được đi hiến máu. Và một số lưu ý khác liên quan đến bệnh, giống như là mình đang không có được có bệnh mãn tính, bệnh cấp tính gì hết. Cân nặng của mình là phải từ 45kg trở lên và độ tuổi thì sẽ là từ 18 đến 60 tuổi. Đối với bản thân mình thì mình đã cố gắng chuẩn bị rất là kỹ trước khi mà đi hiến máu, bởi vì đây là lần đầu tiên mình đi hiến máu luôn, nên là mình khá là hồi hộp. Đặc biệt là mình trước giờ thì cũng không có được hồng hào cho lắm, nên mình nghĩ có thể là mình cũng không có nhiều máu lắm, nhưng mà mình vẫn quyết định là mình sẽ đi hiến máu. Thật sự là đó là một hoạt động ý nghĩa mà, với lại là mình cũng muốn trải nghiệm thử xem là cái việc đi hiến máu nó sẽ như thế nào, và đó là một cái trải nghiệm mà phải nói là mình rất là nhớ đời luôn. Và mình nói đây là một cái trải nghiệm rất là nhớ đời của mình đó, là bởi vì là ngay cái lúc mà mình vừa hiến máu xong thì mình đã bị ngất ngay tại chỗ đó luôn. Và mình sẽ kể cụ thể cho các bạn trong phần tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe cái trải nghiệm của mình trong cái buổi đi hiến máu đó. Đợt đó thì mình cũng phải hồi hộp chờ đợi rất là lâu mới đến cái ngày đi hiến máu. Mình rất là excited do là mình chưa có biết cái buổi đó diễn ra như thế nào hết. Do là cái chung cư mình ở thì cái số lượng người hiến máu rất là đông, cho nên là người ta đã chuẩn bị sẵn một cái phòng sinh hoạt cộng đồng rất là lớn. Trong đó thì có khoảng chừng 8 đến 10 ghế hiến máu. Còn so với bình thường khi mà mình đi hiến máu bên ngoài thì theo mình tìm hiểu thì người ta sẽ có một cái xe cấp cứu, trong đó sẽ có một đến hai cái ghế hiến máu và mình sẽ vào trong cái xe đó để được lấy máu. Nhưng mà với cái chỗ chung cư của mình á, thì là có nguyên một cái khu vực rất là lớn và được chuẩn bị để chuyên cho cái việc hiến máu trong ngày hôm đó luôn. Trong buổi sáng hôm đó thì mình cũng được dặn trước là mình cũng chỉ nên ăn nhẹ thôi, không có ăn quá no, không có được dùng những cái chất kích thích, không có được uống rượu bia nè, cũng không có uống cà phê, không có uống sữa luôn, để giữ cho cái máu của mình nó được sạch nhất và nó được tốt nhất cho cái việc hiến máu. Thì hôm đó mình cũng ăn rất là nhẹ. Mình nhớ là buổi sáng thì mình hình như là ăn khoảng 1-2 cái bánh ngọt gì đó, xong rồi mình uống nước lọc, mình uống rất là nhiều nước. Và mình với ông xã mình cùng đi đến cái chỗ hiến máu. Khi mà đến thì mình được hướng dẫn vào trong bàn đăng ký. Thì trong bàn đăng ký thì mình sẽ đăng ký tên của mình nè, sau mà người ta sẽ kiểm tra trong danh sách, sau đó là kiểm tra chứng minh nhân dân của mình để xem là có đúng với cái thông tin hay không. Rồi tiếp theo mình sẽ được vào trong cái bàn đo huyết áp. Thì trong đó là có khoảng chừng 2-3 cái chỗ đo gì đó. Đầu tiên là bác sĩ sẽ đo huyết áp của mình xem là huyết áp có ổn định hay không. Rồi sau khi mà đo huyết áp xong thì mình sẽ đi qua một cái bàn khám giống như là kiểu khám tổng quát vậy đó. Bác sĩ sẽ nghe tim phổi của mình, xong rồi hỏi mình về những cái bệnh mãn tính, những cái bệnh cấp tính, và điền vào trong giấy tờ để xem là mình có đủ điều kiện để được hiến máu hay không. Bác sĩ cũng đã ghi trong đó là mình sẽ nên hiến bao nhiêu ml máu. Thì với cái cân nặng cũng như
là sức khỏe của mình thì bác sĩ đã đề xuất là mình hiến 250ml máu, còn với ông xã mình thì là hiến 350. Sau khi mà đã qua hai cái bàn đó rồi thì mình sẽ đến một cái bàn nữa, đó là cái khu vực chờ hiến máu. Ở tại khu vực đó thì người ta đã chuẩn bị sẵn những cái bình nước đường rất là lớn, và mình với ông xã mình thì được kêu là mỗi người phải uống 1-2 ly để giống như là mình kiểu ổn định đường huyết của mình đó, và cho nó có đủ đường ở trong người mình. Tại vì một lát nữa thì mình sẽ bị mất đi một lượng máu khá là lớn, cho nên rất là dễ bị tuột đường huyết nè, xong rồi nhiều khi say sẩm chóng mặt xỉu gì đó. Sau khi uống xong thì mình đến cái chỗ khu vực chờ để mà được vào trong hiến máu. Mình thấy là người ta để sẵn khoảng 10 cái ghế hiến máu rồi đó, và cái chỗ đó rất là đông, mọi người ra vô rất là nườm nượp, không khí kiểu giống như là đi chơi hội vậy đó. Chỗ mình đi qua thì mình thấy là có mấy cái thùng máu mà khi mà người ta đã lấy xong rồi và người ta để rất là nhiều bịch ở trên đó, thì kiểu trời ơi, chất lên nhiều vậy nè, và lần đầu tiên trong đời mình thấy nhiều máu như vậy luôn. Thì cái lúc mà mình thấy những cái bịch đó là mình đã bắt đầu kiểu hơi run nhẹ rồi, mình hơi bủng rủng nhẹ, nhưng mà mình vẫn cố gắng lấy hết can đảm để mà đi vô trong cái ghế hiến máu và mình ngồi xuống đó. Thì lúc mà ngồi xuống thì mình thấy là quá trời đồ luôn. Cái chị y tá đó thì cũng rất là chuyên nghiệp, chị cũng hướng dẫn mình là em ngồi đây, xong rồi chị lấy dụng cụ ra và bắt đầu lấy máu. Cái dụng cụ nó rất là phức tạp, mình nhìn vào thì mình cũng không có biết là cái gì luôn. Mình chỉ thấy là nó là một cái dây rất là dài, có nhiều cái ống, nhiều cái đồ đóng mở nè, xong rồi chị mới toạn cái bộ đó ra. Chị cũng ghi trong cái túi máu của mình đó là 250ml luôn. Chị y tá đó đã đấu nối mấy cái dây đó xong, cũng như là dán mã vạch vào trong những cái tuyếp mà lấy máu mẫu, để mà người ta sẽ dùng cái đó để người ta đi test cái máu của mình, xem là máu của mình là nhóm máu gì, cũng như là có những cái bệnh gì liên quan đến lây qua đường máu hay không. Sau khi xong hết những cái đó rồi thì chị bắt đầu rút cái kim ra. Và trước khi đi là mình đã coi khá là nhiều mấy cái vlog về đi hiến máu nhân đạo rồi, để mình hình dung coi cái buổi đó như thế nào. Đa số mình đều thấy mọi người nói là cái cây kim hiến máu nó rất là to, và to đến mức mà mọi người hoảng luôn. Nhưng mà mình cũng không nghĩ là nó to đến như vậy, tại vì mình đã từng đi sinh em bé rồi, và mình cũng đã từng được chích thuốc hay là đã thấy rất là nhiều thể loại kim rồi. Nhưng mà thật sự là cái cây kim là một cái kim nó to vật vã, có thể nói là nó to như một cái kim chích heo. Mặc dù mình chưa bao giờ thấy cây kim chích heo, nhưng mà mình nghĩ là cái kim chích heo nó rất là to, và cái cây kim đó thì nó to thiệt, cái lỗ nó rất to, rất là to. Khi mà lấy máu thì cái chị đó sẽ cắm thẳng cây kim nó vào trong cái mạch máu chính của mình, thì có thể là mình lấy bên phải hay bên trái gì cũng được hết, tùy cái vị trí mình ngồi thôi. Lúc mà mình thấy cây kim đó là mình lại bủng rủng thêm một đợt nữa, mình lại rất là bủng rủng, đầu óc mình kiểu hơi quay cuồng rồi, nhưng mà mình vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh để mà thế mà tiếp tục hiến máu. Tại vì bây giờ vô tới đó rồi, không lẽ bây giờ sợ quá đi ra thì nó cũng không được, đúng không? Cho nên là phải ráng. Ok, bình tĩnh. Không sao, Và khi mà cắm vô thì cái cảm giác nó cũng không có đau lắm. Mình nghĩ là có lẽ là bởi vì cái chị y tá đó làm rất là chuyên nghiệp, cho nên là chỉ cần cắm một lần thôi là đã chính xác rồi. Mình thấy máu nó bắt đầu tuôn ra vậy nè, và nó chảy vô cái dây đó, chảy vô. Và khi mà nó chảy vô nguyên một cái dây dài như vậy thì nó bắt đầu đi hết cái dây và chảy vào trong cái túi máu. Thì mình thấy cái máu nó bắt đầu cứ tăng dần lên. Mới đầu khoảng chừng 1-2 phút đầu thì mình thấy rất là bình thường, mình cũng cố gắng ngồi nhìn qua nhìn lại để lấy bình tĩnh thôi. Nhưng mà chắc là đến khoảng chừng 4-5 phút gì đó thì bắt đầu mình hơi say sẩm rồi. Xong rồi mình nói với chị là: "Chị ơi, bây giờ em hơi choáng rồi chị." Xong rồi mà lúc đó cũng vẫn chưa có lấy đủ cái lượng máu của mình nữa, cho nên là mình vẫn phải tiếp tục ngồi đó. Chị mới nói: "Ok thôi, bây giờ để chị ngã ghế ra cho em." Chị ngã ghế ra cho mình dựa ra phía sau vậy nè, xong rồi hai chân của mình thì gác ở lên trên cái ghế ở trước mặt vậy đó. Xong rồi mình nằm đó để mà tiếp tục lấy máu. Ông xã mình đó là vô sau mình một chút xíu, mà cái lượng máu của ảnh là lấy 350 lận. Nhưng mà khi mà ảnh vào trong thì cũng là cái chị đó thao tác luôn, tại vì hai cái ghế sẽ ngồi song song và có một cái người y tá, người ta take care cho cả hai người. Ảnh đã vào sau mình, lượng máu cũng lấy nhiều hơn mình, nhưng mà máu của ảnh lại ra nhiều hơn và lại kết thúc cái quá trình nó nhanh hơn mình. Nhưng mà mình nghĩ có lẽ là do mình bị giống như căng thẳng quá, xong rồi mình cũng không có bóp tay gì này nhiều nè, cho nên là nó ra không có nhanh á. Thì cuối cùng là mình cũng xong, mình cũng lấy máu xong. Sau khi lấy máu xong thì chị đó mới dùng một cái dụng cụ rất là đặc biệt để mà gom hết tất cả những cái máu thừa ở trong cái dây và trong cái túi đó. Lấy máu xong thì mình sẽ ra cái khu vực chờ khoảng 15 đến 30 phút để cho nó ổn định, xong rồi sau đó người ta mới phát lại cái giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo cho mình. Cái lúc đó là mình đi ra cái chỗ kia thì mình còn nhớ là mình cũng hơi choáng tí thôi, nhưng mà cũng không đến nỗi. Xong rồi mình còn giỡn với ông xã mình giả bộ kiểu choáng quá, mình còn giả bộ vậy nữa. Thì ông xã mình cũng cười, xong rồi hai người cùng đi qua cái chỗ khu vực chờ ngồi bên đó. Thì cái lúc mà mình bắt đầu mình ngồi xuống cái ghế chờ đó là mọi chuyện nó bắt đầu thay đổi 180 độ. Khi mà mình ngồi vào cái chỗ khu vực chờ, mình ngồi mình dựa cái bên ông xã mình vậy nè, xong rồi cái mình nhìn ra phía trước,
Xong rồi cái đầu óc mình nó bắt đầu nó kỳ lắm. Cái đầu óc mình nó bắt đầu nó giống như mọi thứ nó cứ chậm dần vậy đó. Xong rồi mình kiểu là mình bắt đầu mình lờ lờ giống như là kiểu buồn ngủ rồi đó, giống như kiểu buồn ngủ vậy đó nha. Xong rồi mình còn nhớ là không được phải tỉnh táo lên, không có được gục ở đây nha, ráng tỉnh táo. Xong rồi mình còn nhớ là mình nói với bản thân mình như vậy, nhưng mà mọi thứ trước mắt mình nó là giống như mình đang nhìn vô cái sàn gạch vậy nè. Xong rồi tự nhiên cái mọi thứ trước mắt mình nó bắt đầu tối, nó tối bốn góc nha, xong rồi nó tối vô, xong tối hẳn luôn, tối thui, mình không thấy gì hết luôn. Và lúc đó là giống như mình đã ngất luôn rồi đó. Tự nhiên nó tối xong rồi cái mình nghe im đó, mình không nghe gì nữa, giống như là mình không biết gì nữa luôn, một lúc luôn. Mình không biết là bao lâu. Xong rồi cái mình gục cho trong người ông xã của mình, mà mình không biết là mình gục nha, mình chỉ biết là tự nhiên mọi thứ nó tối lại, xong rồi mình mất, mình không biết gì hết trơn. Xong rồi cái tự nhiên một hồi nữa, cái mình thấy nó sáng từ từ ra, nó sáng từ trong cái tâm á, nó sáng ra. Rồi ngoài đây nó tối nè, cái này nó sáng, cái nó sáng từ ra, cái nó sáng dần, sáng hẳn ra. Xong rồi bắt đầu mình nghe tiếng nhỏ, xong rồi mình nghe tiếng lớn dần. Nghe tiếng ông xã mình kêu là em ơi, em có sao không, em có sao không. Xong rồi mình nghe văng vẳng đâu đó là ảnh kêu là trời ơi, giờ em xỉu rồi bác sĩ ơi, anh ơi gọi bác sĩ giùm em. Rồi mình nghe la tùm lum tà la hết á. Xong mình bắt đầu mình nhìn thấy mọi người bu xung quanh, mọi người ùa tới, xong rồi bu xung quanh mình. Xong rồi lúc đó mình mới cảm giác được là ông xã mình đang đỡ mình qua một cái ghế để cho mình nằm xuống. Thì khi mà mình kiểu nằm xuống cái ghế đó đó, là bắt đầu mình mới tỉnh hơn một chút xíu. Có một cái chị giống như là chị đó quản lý ở cái chỗ đó, thì chị đó mới bưng một ly nước tới cho mình uống. Xong rồi chị đem một cái hộp sữa tới cho mình và chị nói nè em uống sữa liền đi, xong rồi em nằm đi nghỉ đi, tới khi nào mà ổn mới được đi về. Cái lúc đó mình cũng nằm ở đó, mình cũng cười vậy đó, mình cũng không có sợ gì hết, nhưng mà tự nhiên cái tâm trạng mình giống như nó mắc cười lắm, mình cứ mắc cười vậy đó. Xong rồi mình cười quá trời cười luôn, mình cũng không hiểu tại sao đó mình lại cười. Xong rồi ông xã mình mới kể lại là cái lúc đó tự nhiên là em mở mắt em nhìn anh, xong rồi em cười cười với anh vậy nè, mà cái tay em run vậy nè. Xong rồi anh không biết là em xỉu, anh cứ tưởng là em giỡn, giống như cái lúc nãy anh còn giỡn, anh còn đẩy em ra nữa. Xong rồi anh cứ thấy em run vậy nè, càng ngày càng run. Xong rồi anh kêu hoài luôn, em không nghe đâu. Lúc đó anh mới biết là em xỉu rồi. Nhưng bây giờ kể lại mình vẫn thấy rất là mắc cười, không hiểu là sao lúc đó mình lại như vậy nữa. Sau khi mà nằm ở đó khoảng 15 phút thì mình mới cố gắng mình thử mình đứng dậy. Nhưng mà khi mình đứng dậy rồi thì mình vẫn cảm thấy là đầu óc nó rất là choáng váng luôn, cảm thấy là mọi thứ nó cứ tối lại, giống như là sao ta, giống như là lúc mà bạn bị hạ đường huyết vậy đó, hay là cái lúc mà bạn bị mệt hay là bị sắp xỉu gì đó, thì mình sẽ cảm thấy như vậy. Xong rồi mắt nó cứ hoa lên này nè, kiểu chóng mặt quay cuồng vậy đó. Thế là mình phải ngồi xuống lại đó, và mình ở đó khoảng chừng 30 phút hơn á, thì mình thấy là rất là nhiều anh chị người ta đã hiến máu xong rồi, người ta ngồi đó chờ, xong rồi người ta đã đi về mất tiêu rồi, nhưng mà mình vẫn còn tiếp tục ngồi ngay đó. Và cuối cùng là sau 30 phút hay là 40 phút gì đó nằm nghỉ trên cái ghế đó, thì mình mới đủ tỉnh táo để mà đứng dậy và bước đi ra ngoài. Thì lúc đó là mình đến cái chỗ mà nhận lại cái chứng nhận hiến máu. Thì ở bên đó người ta đưa cho mình một cái chứng nhận. Sau khi mà hiến máu xong thì mình đi đến một cái khu vực nhận quà, và trong cái phần quà đó thì mình nhận được một cái bao thư với 50.000 ở trong đó, với lại một cái bánh bao rất là ngon. Lần đầu tiên đi hiến máu mà mình thấy nguyên một cái bàn quà như vậy thì mình cũng khá là ngạc nhiên. Trong mấy cái vlog của những bạn YouTuber mà người ta làm về cái việc đi hiến máu nhân đạo thì mình cũng không có thấy ai là nói có một cái bàn tặng quà như vậy hết. Cái bàn quà rất là dài, rất là lớn luôn, với đủ các loại quà luôn, thu bông rồi ly tách, nồi son, chảo, tranh vẽ, nói chung là đủ thứ kiểu hết á. Tùy vào cái ml máu mà mình hiến mà mình sẽ được nhận cái phần quà tương ứng. Ví dụ như mình là hiến 250ml, cái quà của mình nó sẽ nhỏ hơn xíu. Còn ông xã mình là hiến 350ml nên là anh sẽ nhận được một cái món quà lớn hơn chút. Nó giống như là mình đi hội chợ thì rất là vui, không khí rất là náo nhiệt luôn. Và vừa bước ra khỏi cái phòng đó là có nguyên một cái bàn quà, có cái backdrop để mình chụp hình, còn có cái chỗ để mà viết thư pháp tặng chữ cho mọi người nữa. Bây giờ mình sẽ nói về cái quá trình mà hậu hiến máu của mình ha. Sau khi đi hiến máu về thì mình cũng khá là mệt, và đặc biệt là mình cũng buồn ngủ á, mình cũng không có ăn gì nổi hết á, nhưng mà mình cũng phải ráng mình ăn một chút xíu để cho nó khỏe lại. Và mình ngủ nguyên một buổi luôn, ngủ tới chiều khoảng 5-6 giờ gì đó, xong mình mới dậy và ăn tối. Khi ăn tối xong thì mình thấy người mình nó cũng khỏe hơn một chút xíu. Nhưng mà đến tối khi mà đi ngủ thì mình lại có cái cảm giác là rất là chóng mặt, và
và kiểu rất là hồi hộp, rất là sợ trong người á. Mình nhớ là mình nói là ba với con là phải coi chừng mẹ nha, coi chừng mẹ bị xỉu nha, xong rồi đừng có tắt đèn ngủ phải mở đèn, không biết tại sao nữa. Lúc đó mình sợ như là khi mà mình đi ngủ mà tắt đèn hết chắc là mình sẽ xỉu luôn. Trong vòng một tuần đầu sau khi hiến máu thì mình cũng cảm giác là mình cũng không có được khỏe cho lắm, mình cũng cảm thấy là người mình nó hơi mệt và hơi đuối sức. Do vậy là mình cũng ăn uống bồi bổ và ngủ nghỉ rất là kỹ. Theo như những cái trang thông tin chính thức thì người ta cũng nói là cái lượng máu mình mất đi nó sẽ được khôi phục lại trong vòng khoảng 4 đến 8 tuần. Khi mà cơ thể mình được sản sinh ra một lượng máu mới thì nó cũng rất là tốt cho sức khỏe của mình. Do vậy là mình mặc dù là cái trải nghiệm nó cũng hơi sợ, nhưng mà mình cũng nghĩ là nếu mà lần sau có một cái đợt hiến máu nữa thì mình sẽ cố gắng để mà đi hiến máu một lần nữa. Sau khi đi hiến máu lần đầu tiên xong thì mình cũng đã phải ngồi lại và suy nghĩ khá là nhiều về cái vấn đề sức khỏe của mình. Mình thấy rằng là mình không có được khỏe cho lắm, cho nên là sau đợt đó thì mình cũng cố gắng ăn uống bồi bổ sức khỏe nè, cũng như là tập luyện thể thao. Bây giờ thì mình vừa tập yoga, vừa tập bơi, cũng như là đi bộ và đi thể dục mỗi ngày để mà giữ cho cơ thể của mình nó khỏe hơn. Mình hy vọng rằng trong lần hiến máu lần sau thì mình có thể hiến được một cái lượng máu nhiều hơn, và khi hiến xong thì mình sẽ không có phải bị xỉu giống như lần đầu tiên nữa. Sau khi hiến máu xong khoảng một tháng thì các bạn có thể liên lạc đến trung tâm hiến máu nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh để hỏi về cái kết quả máu của mình. Các bạn sẽ được biết là máu của mình thuộc nhóm máu gì nè, cũng như là những cái căn bệnh lây qua đường máu như là viêm gan B, viêm gan C, giang mai, HIV hay là gì đó, thì người ta cũng sẽ cho các bạn cái kết quả là cái máu của mình nó có bị nhiễm những cái bệnh hay không. Mình cũng vừa mới đủ thời gian để mà liên lạc với lại bên trung tâm hiến máu nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh, và mình cũng đã được biết cái nhóm máu của mình rồi, cũng như là những cái chỉ số máu của mình thì cũng khá là tốt, không có vấn đề gì phải lo cả. Có thể nói là một cái tin rất là vui, rất là xứng đáng cho cái việc mà mình đã cố gắng để mà đi hiến máu. Đây là số điện thoại của trung tâm hiến máu nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh, đó là số 028 3868 5509. Sau một tháng các bạn hiến máu xong thì các bạn hãy liên lạc đến số điện thoại này vào giờ hành chính để được thông báo về cái kết quả nhóm máu của mình, cũng như là cái chỉ số máu của mình là tốt hay là xấu. Khoảng cách an toàn nhất giữa hai lần hiến máu là 3 tháng hoặc tối thiểu là 84 ngày ha, dành cho những cái bạn khỏe mạnh. Và một người bình thường thì trong một năm có thể hiến máu được khoảng 4 lần. Cái hôm mà mình đi hiến máu thì mình cũng rất là ngạc nhiên, là không chỉ là những cái bạn trẻ đâu nha, mà rất là nhiều những cái cô chú anh chị mà lớn tuổi thì người ta cũng đi hiến máu luôn. Thậm chí là những cái bác sĩ á, khám cho mình ở cái chỗ mà khám tổng quát trước khi vô hiến máu đó, thì sau khi mà người ta khám xong hết rồi thì người ta cũng vào trong đó để mà người ta hiến máu luôn. Mà những bác sĩ đó thì mình nghĩ chắc là rất là lớn tuổi rồi đó, chắc cũng khoảng 50 mấy đến 60 tuổi. Nó không chỉ là việc là mình khỏe mình đi hiến máu, nó còn có thể là một cái mục tiêu để mà mình cố gắng. Tức là mình phải cố gắng làm sao để cho cơ thể mình nó đủ khỏe, cái lượng máu của mình đủ tốt để mình có thể đi hiến máu. Đối với những bạn nào mà chưa có bao giờ đi hiến máu nhưng mà mình cũng có đủ cái điều kiện về mặt sức khỏe nè, cân nặng nè, thì các bạn cũng nên cân nhắc việc đi hiến máu, bởi vì đó là một hoạt động rất là ý nghĩa. Với một cái lượng máu mình cho đi nó không có quá nhiều, nhưng mà đối với một người cần thì nó có thể cứu sống được người ta. Cơ thể mình có thể sản sinh ra một lượng máu mới cũng rất là tốt cho cơ thể của mình. Mình có thể trao tặng cái máu đó cho những cái người bệnh nhân mà người ta đang cần nữa, thì có thể là tốt cho cả hai, đúng không? Thành ra là mình nghĩ rằng các bạn nên thử một lần đi hiến máu nhân đạo xem như thế nào nha. Vừa rồi mình đã chia sẻ về trải nghiệm của mình trong lần đầu tiên đi hiến máu. Hy vọng nó có thể giúp cho các bạn hình dung ra được là một buổi hiến máu thì nó sẽ diễn ra như thế nào và mình cần phải chuẩn bị những cái gì trước khi mà đi hiến máu. Chúc cho các bạn có thật là nhiều sức khỏe để mà có thể tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo rất là ý nghĩa này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog lần sau. Bye bye.